Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos, ông Nguyễn Văn Hóa lẽ ra không phải ngồi tù. Theo VOA, Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos của Quốc hội Mỹ hoan nghênh quyết định mãn hạn tù 7 năm đối với nhà hoạt động Nguyễn Văn Hóa. Tuy nhiên, họ lên tiếng cho rằng ông không nên bị giam cầm với cáo buộc bịa đặt và tuyên truyền chống nhà nước. Trong tuyên bố hôm 16 tháng 1 trên trang X, Ủy ban Nhân quyền Hạ viện Hoa Kỳ Tom Lantos khẳng định rằng việc trả tự do cho Nguyễn Văn Hóa là tích cực, nhưng ông không nên phải gánh chịu giam cầm. Họ yêu cầu Việt Nam đảm bảo sức khỏe và dỡ bỏ mọi hạn chế khi bàn giao ông Hóa cho địa phương. Ngày 11 tháng 1, 2024, blogger và nhà báo độc lập Nguyễn Văn Hóa đã mãn án 7 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước. Ông nói với VOA rằng, sau khi xuất phát từ trại giam An Điềm, tỉnh Quảng Nam, ông được đưa về trụ sở chính quyền địa phương theo quy định thi hành án hình sự. Trước tuyên bố của Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos, Nguyễn Văn Hóa đã hoan nghênh và ghi nhận quan điểm này. Ông nhấn mạnh rằng, ông hiểu rõ bản án bất công và biết rằng chính quyền Việt Nam không hủy bỏ các áp đặt về luật pháp vi phạm nhân quyền. VOA đã liên lạc với Công an Hà Tĩnh và Bộ Ngoại giao Việt Nam để đưa ra phản hồi, nhưng chưa nhận được hồi đáp. Nguyễn Văn Hóa từng được dân biểu Liên bang Hoa Kỳ Alan Leventhal bảo trợ thông qua dự án bảo vệ tự do của Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos. Đến nay, 25 tù nhân lương tâm Việt Nam đã được bảo trợ, nhưng vẫn còn 4 người chưa được trả tự do. Các tổ chức nhân quyền như Phóng viên Không Biên Giới và Quỹ Nhân quyền cũng kêu gọi Việt Nam trả tự do cho những nhà báo và nhà hoạt động nhân quyền khác. Chính quyền Việt Nam tuy nhiên luôn phủ nhận các cáo buộc vi phạm nhân quyền.